Thưa quý vị và các bạn, tự nhận mình là cán bộ nhà nước, đối tượng Lê Trần Độ, sinh năm 1972, trú huyện Phủ Mỹ, tỉnh Bình Định, đến huyện Đắc Min lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân đang gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 1 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông cho biết đã bàn giao đối tượng này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Độ tự giới thiệu mình là cán bộ nhà nước làm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, có mối quan hệ và có khả năng giải quyết nhanh các thủ tục địa chính liên quan giấy tờ đất. Khi được người dân tin tưởng, Độ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chi phí làm thủ tục bôi trơn và sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Min đã bắt khẩn cấp và khởi tố Lê Trần Độ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý là ngoài hành vi lừa đảo tại huyện Đắc Min, Độ còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân tại địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với số tiền 885 triệu đồng.